Thưa quý vị và các đồng chí, mỗi khi năm học mới cận kề, chi phí đầu năm học trở thành nỗi lo của nhiều gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với những hoàn cảnh ấy, đã có nhiều việc làm ý nghĩa theo lời Bác từ cộng đồng, để ai cùng có cơm ăn, ai cũng được học hành. Và trong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay sẽ là câu chuyện về những hành động đẹp như thế. Hôm nay tranh thủ trên đường đi làm rẫy, chị Hoàng Thị Hoài ở ấp Phú Thọ ghé trung tâm văn hóa xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc trao tặng hai bộ sách giáo khoa cũ của các con chị đã học xong cho chương trình quay sách không đồng, đổi sách lớp nhỏ, lấy sách lớp lớn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động. Giờ cháu nó không học nữa, hết 12 giờ nó mua sách mới, còn lớp 6 cũng mua sách mới rồi em đưa sách cũ cho các cháu. Mình đi rẫy ghé vô để cho kịp cho mấy bạn nhỏ lựa chọn á. Bộ sách lớp 8 này cũng được giữ gìn cẩn thận. Chị Trần Thị Phương Dung mang trao tặng lại cho chương trình quay sách không đồng. Với mong muốn gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt lo toan trước mỗi năm học, chị Dung luôn nhắc nhở các con của mình giữ gìn sách cẩn thận, sạch sẽ, vừa để có thể dùng lại sách, vừa giúp các con chị rèn luyện tính tiết kiệm, chia sẻ yêu thương và tinh thần lá lành đùm lá rách. Bên xã có phát động chương trình là đổi sách cũ lấy sách mới á, thì em cũng muốn góp một phần nhỏ để cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn đó, để có sách đi học xài cháu cũng giữ gìn, cho nên là cũng mong các bé là nếu mà nhận được sách đó thì chịu khó giữ gìn để năm sau lại ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn để có sách học. Ý tưởng gom sách cũ tặng học sinh nghèo được khởi xướng từ tấm lòng của chị Trần Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Với mong muốn giúp các gia đình khó khăn có con em đang đi học giảm bớt phần nào chi phí học tập khi bước vào năm học mới, chị Vân gom sách giáo khoa của các con và xin thêm những bộ sách cũ còn sử dụng được của người quen đem tặng các em học sinh. Từ việc làm thiết thực của chị Vân, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người thân đã tình nguyện mang sách cũ đến đóng góp. Và cũng từ đó, chương trình quay sách không đồng, đổi sách lớp nhỏ, lấy sách lớp lớn trở thành hoạt động thường niên ở xã Hòa Hiệp sau mỗi năm học. Cái mô hình này đã làm từ năm 2017 cho đến nay, cho nên là cái mô hình này vẫn cứ tiếp tục hàng năm diễn ra ở đây. Một phần là giúp cho con em hội viên nghèo khó khăn, một phần nữa thì cũng nhằm nâng cao cho các em có sự quan tâm, đoàn kết, chia sẻ. Đối với các em khó khăn hơn thì các em sẽ biết được cái tấm lòng tương thân tương ái. Với phương châm ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận, từ năm 2017 đến nay đã có hàng ngàn bộ sách giáo khoa cũ, cặp sách, tập vở và quần áo được trao tặng, tiếp bước cho các em học sinh khó khăn đến trường. Riêng mùa hè năm 2023, chỉ sau hơn một tháng phát động, chương trình đã quyên góp được hơn 220 bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, 25 cặp sách, 45 bộ quần áo đồng phục và 1.500 cuốn vở mới. Với sự đồng hành của các hội viên Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh Niên, những món quà được phân loại, sắp xếp gọn gàng và chuyển đến tay người cần. Xây dựng cái quầy sách không đồng này thì bên em đã hỗ trợ những cái công việc như là kêu gọi đoàn viên thanh niên đang đi học. Rồi các bậc phụ huynh là có sách thì hỗ trợ sách cho bọn em để bọn em cấp phát cho những hộ khó khăn và các em học sinh hiếu học nghèo. Rồi thứ hai nữa là bọn em sẽ hỗ cùng với Hội Phụ Nữ hỗ trợ là bên em sắp xếp sách. Nhận được bộ sách giáo khoa lớp 12 và lớp 5, chị Nguyễn Thị Luyến vô cùng phấn khởi bởi nỗi lo chi phí đầu năm học cho bốn đứa con cũng bớt phần nào. Cứ đến đầu năm học thì cô Vân có nhắn tin cho mẹ con là đến đây nhận sách để tài trợ của bên Hội Phụ Nữ giúp đỡ cho gia đình một chút ít để cho các cháu được học và bớt được cái, nói chung là một khoản tiền cho gia đình. Dạ, con được nhận 10 quyển vở trắng và một bộ sách lớp 5 và thêm một cái cặp. Con sẽ giữ sạch sẽ để cho các bạn lớp nhỏ sau để học. Sách giáo khoa đã qua sử dụng, đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo. Dù sự hỗ trợ nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Đó là sự sẻ chia, đồng hành, là tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái với các hoàn cảnh còn khó khăn.
và hơi ấm tình người, sự sẻ chia lan tỏa từ chương trình ý nghĩa này là nguồn động lực để không ít gia đình khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực để con em được vui bước đến trường. Hưởng ứng cái việc mà học theo Bác, làm theo lời Bác đó, thế thì hàng năm phụ nữ có rất là nhiều cái mô hình, rất nhiều mô hình mà trong đó có cái mô hình sách không đồng này đó, thì tôi thấy rằng đây là cái mô hình cơ bản là tiêu biểu, có thể là nhân rộng. Xã Hòa Hiệp là một xã vùng sâu vùng xa, rất là lớn, dân rất là đông, cho nên là nhiều bà con còn khó khăn, các cháu thiếu nhi thì cũng còn rất là khó khăn, có thêm cái sách, rồi có thêm áo quần cũ vân vân, thì sẽ hỗ trợ thêm cho học sinh ở vùng sâu vùng xa chúng tôi. Mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, hai anh em Nguyễn Sĩ Lê Hoàng, hiện là học sinh trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ, phải sống nương tựa vào ông bà nội đã lớn tuổi. Không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của anh em Hoàng vốn đã thiếu tình thương của cha mẹ, nay lại trông trên con đường đến lớp. Trước hoàn cảnh khó khăn của hai anh em Hoàng, các chiến sĩ đồn biên phòng Phước Hải đã đến nhà chia sẻ, động viên, đồng thời tặng sách vở, tập viết và trợ cấp học bổng 500.000 đồng mỗi tháng cho Hoàng đến năm em 18 tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ đồn biên phòng Phước Hải, Hoàng có thêm động lực nuôi dưỡng ước mơ trở thành chiến sĩ biên phòng. Mặc dù đồng tiền là không đáng là bao, nhưng nó mang một cái ý nghĩa lớn ở cái chỗ đấy là đồng lương của những chiến sĩ họ bớt ra để nâng bước cho các cháu đến trường, mà cháu của tôi lấy được vinh dự hưởng thừa hưởng đó thì buộc tôi phải là thúc giục cháu là phải học cho khá và tạo cho điều kiện cho cháu sẽ trở thành người lính. Qua cái thời gian mà thực hiện cái chương trình này thì đối với các em học sinh mà được hỗ trợ thì các em rất là phấn khởi và vui mừng được sự quan tâm của lực lượng các anh bộ đội biên phòng cũng như là của địa phương. Đồng thời thì cũng tiếp thêm động lực cho các em được đến trường. Và thông qua cái chương trình này thì bản thân em cũng như là ở hội cũng như địa phương cũng rất là mong muốn được tiếp tục nhận được những cái sự hỗ trợ từ lực lượng biên phòng đối với các trường hợp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn. Đồng hành trên con đường đến trường của học sinh các địa phương ven biển, từ năm 2015 đến nay, thông qua chương trình Nâng bước em đến trường, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã vận động và tiếp sức cho hơn 500 em học sinh ở các vùng ven biển bỏ học, quay trở lại trường. Hàng năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận hỗ trợ học bổng đến hết lớp 12 cho 48 học sinh nghèo với số tiền 216 triệu đồng. Trao 52 xe đạp và hơn 400 phần quà cho các em học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Điều đáng quý là nguồn kinh phí của chương trình từ sự đóng góp tự nguyện của các cán bộ, chiến sĩ và từ việc đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất trong các đơn vị. Đây là một chương trình tôi nghĩ là mang cái tính nhân văn hết sức sâu sắc. Đây là một cái biểu hiện cụ thể Bộ đội Biên phòng tham gia thực hiện cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là xã hội học tập và không để ai ở lại phía sau trong cái sự phát triển của đất nước. Ngoài việc anh em tự nguyện đóng góp một ngày lương, có những đồng chí đã tiết kiệm cái tiền lương của mình là mua xe đạp tặng các học sinh. Các đồn biên phòng đã hưởng ứng rất tích cực cái nội dung này vì chúng tôi xem đồng bào ở khu vực biên giới là anh em ruột thịt của chúng tôi. Khâu khẩu hiệu là đồ là nhà, biên giới biển đảo là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Vì vậy là chúng tôi xem đây cũng giống như mệnh lệnh của trái tim người lính của chúng tôi. Năm học 2023-2024 này, những bộ sách giáo khoa, những món quà thiết thực được sẻ chia từ cộng đồng là việc làm theo Bác mà nhiều ý nghĩa, không chỉ tiếp sức cho các em học sinh khó khăn có thêm điều kiện đến trường, mà còn là niềm động viên rất lớn, giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục thi đua học tốt, để ai cũng được học hành như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Thưa quý vị, quán triệt mục tiêu, quan điểm thực hiện chỉ thị 05 của tỉnh ủy và huyện ủy,
các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện Long Điền đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu tại đơn vị. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương đơn vị. Đến nay, huyện Long Điền đã có nhiều tập thể cá nhân có những cách làm hay để tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Và ngay sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ người trưởng khu phố tâm huyết nhiệt tình. Đó là chị Võ Thị Phương Thảo, trưởng khu phố Hải Hà 2, thị trấn Long Hải. Mười hai năm chạy thận, mới đây bà Nguyễn Thị Lý ở tổ 3, khu phố Hải Hà 2, thị trấn Long Hải còn bị ngã gãy khớp háng, không thể đi lại được. Thu nhập thất thường từ quán nước nhỏ của bà và công việc bốc vác, lúc có lúc không ở cảng cá của chồng bà Lý, không thể đủ trang trải hết những chi phí thuốc thang, ăn uống mỗi ngày. Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của bà Lý, ban điều hành khu phố Hải Hà 2 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Hải thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và còn hỗ trợ bà thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Với hoàn cảnh thiếu trước hụt sau của gia đình bà Lý, tấm thẻ bảo hiểm y tế là sự giúp đỡ kịp thời và thiết thực nhất đối với bà. Có cho được thì mừng, đỡ tốn được cái thằng đó. Chứ nhiều khi cuối năm rồi có bảo hiểm rồi, mua 2-3 cái bảo hiểm là phải nhiều khi tốn thiếu tiền, phải mượn, phải ráng đi mua cho nó kịp cho người ta, chứ không để cho đứt đoạn. Nên bệnh gì mà trễ nải được, chứ bệnh này là ngày là tính 700-800 triệu bạc không. Học bác ở tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Nhiều năm qua, chị Thảo đã phối hợp chặt chẽ với các chi hội, các đoàn thể trong khu phố, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Gần đây nhất, khi Đảng ủy thị trấn tổ chức chương trình Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói, chị Thảo đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương với bà con nhân dân, ghi nhận những ý kiến băn khoăn trăn trở của người dân. Chính vì vậy, nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết thỏa đáng. Thứ bảy hàng tuần là lắng nghe ý kiến người dân, thì mình thấy là như khu phố cũng có hướng dẫn là nếu như khó khăn kinh tế trong vấn đề làm ăn vay vốn thì sẽ làm đơn cho gửi lên kiến nghị cho khu phố để chuyển vô ủy ban xét duyệt để mà tạo điều kiện công ăn việc làm cho cá nhân gia đình. Đó, thì hồi xưa thì chú làm biển nhưng giờ chú đã chuyển về nghề mua bán, thì cái đồng tiền vốn nó cũng ít ỏi, thì mình bán mua bán nhỏ lẻ. Khi mà mình phản ánh và được khu phố nhận đơn và kiến nghị vô ủy ban thì trong vòng cỡ 2 tháng thì mình được giải ngân. Và khi số tiền đó giải ngân thì mình về mình mua thêm tủ đông và mình lấy thêm số lượng mực cá nó nhiều lên nữa để cho mình bán cho nó phát triển hơn. Tiên phong, gương mẫu, chị Thảo cùng cấp ủy khu phố Hải Hà 2 góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, cuộc vận động phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao. Đến nay, khu phố Hải Hà 2 luôn giữ vững danh hiệu, chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua cái thời gian mà đồng hành cùng đồng chí Thảo thì nói chung là đồng chí Thảo là rất phải nói là không biết lời nào để nói, là đồng chí Thảo rất là tuyệt vời. Coi như là mọi cái lĩnh vực công tác nào đồng chí Thảo cũng đều tham gia, đều hoàn thành, đều tốt hết. Rồi bây giờ là năm 2021 thì cái nhiệm kỳ đó là bầu trưởng khu phố, thì đồng chí Thảo là đặc biệt là trưởng khu phố, tôi là vai trò là bí thư thôi, nhưng mà vẫn đồng hành cùng đồng chí Thảo. Từ nào giờ là có một cái sự đoàn kết, làm cái gì cũng phải bàn bạc với nhau, là cùng đồng hành, cùng làm với nhau để mà xây dựng cái khu phố mình lên là coi như là được. Đồng chí Thảo là một cán bộ đảng viên trưởng thành từ phong trào hội ở cơ sở. Mặc dù đồng chí Thảo cũng mới nhận nhiệm vụ khoảng hơn một năm nay thôi, nhưng qua theo dõi rồi đánh giá của đảng ủy thì chúng tôi nhận thấy rằng đồng chí Thảo là một trong những cán bộ là hết sức là năng nổ, trẻ, rất là nhiệt tình, nhiệt tâm với công việc. Gần như là tất cả mọi nhiệm vụ do đảng ủy, ủy ban dân thị trấn giao ở khu phố Hải Hà 2 thì đồng chí Thảo đều lãnh đạo, điều hành, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt tất cả các nhiệm vụ cũng như là các cái chỉ tiêu liên quan ở địa bàn khu dân cư.
học và làm theo lời Bác, với chị Võ Thị Phương Thảo, chính là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, phải đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên. Để cho cuộc sống bà con càng ngày được nâng cao hơn thì với cái năng lực của mình thì mình cố gắng là mình sẽ quyết tâm và mình tìm ra cái phương hướng, cái giải pháp nào đó để giúp đỡ bà con mình vượt qua cái mọi khó khăn. Và mình cũng thường xuyên mà quan hệ với các mạnh thường quân để tặng thêm những cái phần quà ý nghĩa đến với các chị phụ nữ mà có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Đảm nhận mọi công việc bằng sự tâm huyết, gương mẫu, chị Thảo được Đảng ủy thị trấn Long Hải, huyện ủy Long Điền khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và là tấm gương để nhiều cán bộ, đảng viên noi theo. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.